Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với nhau một video clip nữa. Mình sẽ test thử cho các bạn xem một bộ hồ siêu thác Hắc Sơn. Bạn, bây giờ mình sẽ mời các bạn xem bộ hồ siêu thác Hắc Sơn của mình đang giới thiệu cho các bạn nha. Xin mời các bạn. Đây các bạn ơi, đây là bộ hồ siêu thác Hắc Sơn nha các bạn. Đây là bộ hồ siêu thác Hắc Sơn nè, chiều cao 40 nha các bạn. Mình cho nó hoạt động xài bằng máy bơm nha các bạn. Đây mình có trang trí sơ sơ những con cò đây các bạn nhìn xem nè. Một con cò. Bộ hồ siêu thác Hắc Sơn nha, trên đây mình trang trí hai con cò luôn. Dòng chảy rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào hồ test thử cho các bạn cùng xem nha. À và đây mình sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn xem bộ hồ siêu thác này luôn đây. Đây là bộ hồ siêu thác mình trang trí như đây như một dòng sông đổ xuống đây nha các bạn. Và mình sẽ test thử bộ hồ này sau video tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại bắt đầu test bộ hồ siêu thác Hắc Sơn này cho các bạn cùng xem. Xin mời các bạn. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào hồ này cho các bạn cùng xem nha. Đây là bộ hồ siêu thác Hắc Sơn nha các bạn. Phiên bản mới là mình sẽ hoạt động bằng máy bơm cho các bạn cùng xem. Hồ siêu thác Hắc Sơn hoạt động bằng máy bơm nha các bạn. Cũng như mỗi lần test thử hồ thì mình cũng bơm nước nha các bạn. Vẫn bơm nước đầy như mỗi lần nha. Và đây là khi đã ghim điện các bạn. Thì hoạt động của suối thác đã hoàn toàn được hoạt động rồi nha các bạn. Các bạn thấy bộ hồ suối thác phiên bản Hắc Sơn mới của mình rất là đẹp không các bạn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng lại gần xem nha các bạn. Xin mời các bạn. Nhìn rất là đẹp. Được người khách kêu mình trang trí bộ hồ siêu thác Hắc Sơn với con cò nha các bạn. Và trang trí cây cỏ giả nha các bạn. Các bạn nhìn thấy dưới thác thì cũng có một con cò nhỏ nhỏ đang kiếm mồi ở dưới dòng sông luôn nha các bạn. Rất là đẹp, rất là thích luôn. Và các bạn cũng đăng ký kênh và like và chia sẻ cho mình nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.